chia sẻ rồi bác ơi, bác chia sẻ cách thuần bổi hiệu quả bác. Ok bác A Lực nhá, để thuần một con bổi á, thì thứ nhất là anh em không nên, điều tối kỵ nhất là anh em không nên dùng cái lồng ép. À, bác nhá, em đã nói rất là nhiều lần, anh em không nên dùng cái lồng ép. Lồng ép chỉ dùng cho các tiệm chim cảnh cũng như là để vận chuyển chim. Thứ nhất là nó nhỏ gọn và nó tiết kiệm được diện tích cho các tiệm chim, thì nó chỉ phù hợp với những cái tiệm chim và những người di chuyển chim, đó là những lồng ép. Còn khi mình thuần một con chim bổi thì mình không nên thuần những cái lồng ép. Thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai nữa là con chim nó dễ bị đặt lỗi trong quá trình cái không gian nó rất là nhỏ. Tiếp theo đó là con chim nó sẽ lâu thuần, đó là những cái nhược điểm mà anh em không nên thuần bổi ở cái lồng ép anh nhé. Tiếp theo là anh em muốn thuần tốt thì anh em nên bỏ lồng lực 60 hoặc là 80, đó là những cái form lồng mà anh em thuần bổi tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì những cái lồng rộng như vậy á, là con chim nó đủ thời gian để nó xoay sở, đủ không gian để nó bay, thì trong quá trình nó bị hoảng đấy, nó không bị gò bó, thì con chim thứ nhất là con chim nó không có bị tật lỗi cũng như là nó hạn chế hơn. Tiếp theo đấy là anh em có không gian khi anh em mà đến gần nó cũng có chỗ để nó chạy thì nó không có bị hoảng đấy. Và trong quá trình bình thuần thì mình không nên trùm kín quá, mình trùm khoảng chừng 3 mặt, mở một mặt để nó tiếp xúc với người mình. Tiếp theo là anh em không nên cho ăn nhiều cầu cao, cho ăn khoảng chừng 5-3 con để cho nó thòm thèm, bởi vì nó là bổi, anh em không nên cho ăn nhiều. Và anh em tiếp theo là anh em không nên cho ăn cắm đấu, nó sẽ hư đường ruột. Đấy, có nhiều anh em về cho ăn cắm đấu thì con chim nó sẽ bức chim và nó lên thái độ nó đấu ngay. Nhưng mà quay ngược lại thì nó khi ta lông thì con chim nó rất là nguy hiểm, nó không tốt. Tốt nhất là anh em cứ cho ăn cắm nhạt bình thường, ăn cắm bổi để con chim nó hấp thụ từ từ. Bởi vì khi con chim bổi nó mới rừng về, bản chất con chim nào là một dòng ăn trái cây. Anh em cho ăn cắm đấu về, ăn cắm đấu về thì con chim nó hấp thụ không hết và nó đào thải ra ngoài, nó cũng bị đau bụng mà anh nhá. Em nói tiếp về cái vấn đề mà chăm vào lửa cho một chú chim á, nó rất là đơn giản, nó cũng chẳng có gì là khó cả, cái cầu kỳ đấy. Chứ còn cái điều đầu tiên anh em muốn chăm con chim tốt thì đầu tiên là anh em phải đều tay. Thứ nhất là phải đều tay, thứ hai nữa anh em phải hiểu về những cái chế độ và đặc biệt là những cái thực phẩm mà anh em cho chú chim mình ăn. Ví dụ như cà rốt nó có tác dụng gì, chuối nó có tác dụng gì, táo nó có tác dụng gì, thanh long, cam nó có tác dụng gì. Điều đó mới là điều quan trọng để anh em vào lửa một chú chim nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo đó là về cái chế độ tắm nắng và tắm nước cho chú chim đó trong một giai đoạn khi mà mình vào lửa. Vậy thì anh em đã hiểu rằng cái thực phẩm tốt nhất cho chú chim ăn uống đó là gì? Đó là thành phần chuối và cám, đúng không ạ? Đây là một cái thành phần mà chú chim không thể thiếu trong quá trình chăm sóc, đặc biệt là những chú chim mà thi đấu. Chuối là gì? Chuối là một thành phần tinh bột, nhiều protein, thì nó sẽ làm cho con chim nó gom cơ, đặc biệt là về lâu dài, con chim nó khỏe về cân cốt. Còn về cà rốt thì đó cũng là thành phần về tinh bột rất nhiều và nó làm cho con chim tốt về hệ đường ruột. Đấy, táo, thanh long và cam thì nó làm cho chú chim đó giải nhiệt. Tiếp theo đó là táo nó có tác dụng là chim dễ đi cào hơn. Đấy, cho nên là cái thành phần anh em nên cho trong một tuần để cho chim đi thi vào lửa thì anh em cho nên chuối ăn nhiều. Tiếp theo đó là cà rốt. Còn táo, thanh long thì anh em nên cho ăn vào cuối tuần trước khi đi thi thì chú chim đó nó sẽ đi cào tốt hơn và nó trong quá trình thi đấu nó không bị bón anh em nhé. Còn chế độ phơi nắng thì anh em nên phơi nắng vào buổi chiều, anh em không nên phơi nắng vào buổi sáng khi anh em chăm lửa. Đấy, tốt nhất là anh em chăm thời gian từ 1 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều. Đấy, và thời gian phơi nắng thì anh em không nên phơi nhiều, tốt nhất là anh em phơi từ 30 cho tới 45 phút nếu trời nắng to. Còn nếu mà nắng nhỏ bình thường, nắng dịu ấy, thì anh em nên phơi 1 tiếng, đó là đủ lửa, đủ nắng cho chú chim rồi. Anh em không nên phơi nhiều, bởi vì dòng chà mào thì thực tế nó là một dòng chịu nắng rất tốt, nhưng mà ngược lại thì nó không cần phơi nắng nhiều. Ok chưa ạ? Đấy, nhưng mà với điều kiện anh em phải chăm đều tay. Em chia sẻ rồi anh. Ok Hữu Toàn nhá. Bây giờ mình mới thấy là bạn comment gọi cho mình với bạn Hữu Toàn nhá. Anh cho chim ăn đu đủ nhiều có ảnh hưởng gì không? Dạ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà đu đủ là thành phần nước nhiều cho nên con chim nó không gom được và nó chậm lửa. Anh Đỗ Trọng Tú nhá, một tuần anh chỉ nên cho ăn một lần được đu đủ được rồi, đu đủ cũng tốt cho quá trình chậm lửa đấy, nhưng mà ăn nhiều nó lại không tốt anh nhá. Là một con chim thay lông đấy, nó từ con nào thì nhanh là tầm là hơn một tháng, gần 2 tháng đấy, con nào chậm là tầm 3 tháng, có con hơn đấy. Thế nhưng mà để cho con chim
mà tập lực được ấy, thời gian bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái cơ địa và cái tố chất của con chim. Đấy, những con chim mà hung dữ, tố chất tốt thì thông thường nó sẽ vào lửa nhanh hơn, tức là bản chất con chim nó hung dữ. Đấy, nó đã hung dữ rồi thì nó sẽ những con chim nó rất là năng đấu và nó tự tìm kiếm đối thủ để nó chơi. Đấy, cho nên là những con chim nó vào lửa rất là nhanh. Còn có những con chim nó cũng là những con chim rất hay. Đấy, nhưng mà cơ địa của nó lại vào lửa chậm. Đặc biệt là cái chế độ anh em chăm. Đấy, thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó kết hợp lại. Thì thông thường một con chim nó vào lửa tốt nó phải bắt nguồn từ 3 tới 4 tuần bắt đầu con chim nó mới gom lửa được ạ. Chứ còn nếu nếu mà những con chim từ khi xong xong lông mà tới khi vào lửa thì nó sẽ bắt nguồn từ 1 tháng cho tới gần 2 tháng anh nhá. Ok chưa bác Phương Khánh? Cho nên là mình thả lực tầm từ 3 tới 4 tuần, nhưng mà tốt nhất là nên thả tầm 4 tuần là ổn định nhất. Thứ nhất là con chim khi con chim nó mới xong lông, anh em thả lực, con chim nó vận động bay nhảy, nó sẽ gom cơ, nó sẽ bóp được lông. Thứ hai nữa là còn những cái lông sót nào á thì con chim nó sẽ rụng được và nó sẽ sạch cái lông nhanh hơn, đặc biệt là con chim nó sẽ linh hoạt. Đấy, nó sẽ linh hoạt. Cho nên anh em đừng có nghe một số người thả lực chim dài. Một số anh em á là hay xem các cái người này live stream, người kia nói chim, hay nói về cái vấn đề lực, tức là thả lực ta bảo là 1m2 rồi 1m5 rồi 2m. Đấy, nó không có một cái tác dụng gì đối với con chim cả. Anh em đừng có nghĩ là con chim anh em yếu rồi anh em thả lực rồi nó lên lực, không có đâu. Tôi nói thật với anh em ấy, không có đâu. Anh em cứ nuôi con chim và anh em cảm nhận cái lời của tôi nói xem là đúng hay là sai. Anh em đừng có nghĩ là con chim mình yếu lực là mình thả lực nó lên lên lực đâu anh em, không phải đâu. Cái cơ địa của con chim, cái bộ khung của con chim tốt, đấy, cơ địa của con chim bản chất nó lực ấy, thì con chim nó luôn luôn lực. Đấy, còn cái cơ địa con chim nó yếu mà khung địa khung cơ không yếu ấy, thì muôn đời nó chỉ như thế thôi. Đấy, chứ còn thả lực thì nó chỉ có cái tác dụng tức là nó gom cơ, ôm lông để con chim nó săn chắc. Tiếp theo đấy là nó cũng hỗ trợ một phần nhỏ về lực thôi. Đấy, nó hỗ trợ một phần nhỏ thôi. Chứ nó không thể thay đổi một con chim từ mà yếu lực lên lực mạnh được, không thể thay đổi được. Đấy. Cho nên anh em phải hiểu về cái lồng lực nó có tác dụng gì, tức là nó chỉ làm cho con chim thoải mái, gom cơ, ôm lông và săn chắc là thôi, chứ còn nó không thể mà tác động 100% về cái lực con chim được anh em nhé. Cho nên là cái lồng lực dài nó không có tác dụng gì cả, nó không có tác dụng gì cả mà nó làm cho con chim hư thêm. Anh em chỉ cần tầm thả cái lồng lực tầm từ 80 phân cho tới 1 mét là hoàn thiện rồi, là ok rồi. Đấy, chứ còn anh em đừng có bảo là anh em thả lực vào rồi nó lên lực là không có đâu anh em nhé. Đừng có nên sai lầm, đừng có nghe ông này ông kia là toàn có thánh chim cả, nói thật với anh em ấy, đừng đừng có nghe vớ vẩn. Vũ Ngọc Gia Khánh, chim bị phình lông thì xử lý thế nào ạ? Dạ, những con chim mà bị phình lông ấy, thứ nhất là những con chim đấy bộ lông nó không được tốt và thông thường là nó bị những con chim lông dài. Thì như chỗ này thì khi mới xong lông thì anh nên cho tắm chanh anh nhé, anh nên cho tắm chanh đấy, hoặc là anh cho tắm muối sống cũng được, anh có thể làm bỏ một vài hộp muối sống cũng được. Còn con nào khó hơn thì anh có thể là nhỏ một vài giọt chanh vào băng tắm cho nó, một tuần anh tắm khoảng chừng 3 lần và không được duy trì lâu dài. Bác Vũ Ngọc Gia Khánh nhá, nếu mà bác duy trì lâu dài thì con chim nó sẽ bị khô lông và bị sơ đấy, cho nên là lợi bất cập hại bác nhé. Anh trai nói chuẩn quá. Ok em Phan Thanh Sự nhá, thả lực có cần phơi nắng chiều không anh? Vâng, nếu bác thả lực bác vừa phơi nắng thì con chim nó rất là nhanh nha, nó nhanh đặt lửa và nó gom cơ rất là nhanh bác nhé. Vâng, chứng tỏ là con chim nó chưa hết hẳn đâu Công Tuấn nhá. Nó chưa hết hẳn tức là nó vẫn đang còn bị sổ mũi đấy. Bác nên cho uống thêm bác Công Tuấn nhá. Tại vì cái thuốc ho bên em là nó là thảo dược, cho nên là nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho những con chim mà hệ hô hấp, cũng như là nó tăng được cái sức đề kháng của con chim và nó không ảnh hưởng gì cả bác nhá. Nên bác cứ yên tâm ạ. Anh cứ nên cho ăn thường xuyên khi mà bác thay lồng, thay bố lồng, bác đăng ngô nhá. Chứ còn không có quan trọng gì cả, 2 3 lần gì cả. Cứ có lúc nào cho ăn lúc đấy. Vâng, xong lông luôn được 60 thì nó hơi thấp, thì nó hơi ngắn. 60 thì dùng cái lồng dưỡng, tức là mình thuần những con bổi.
hay là trong quá trình mình đi thi chim mà mình bận mình không đi thi được thì mình thả được 60 hoặc 80 để cho con chim nó thoải mái. Bác em lên tài nhá. Dạ ok bác Vũ Ngọc Gia Khánh nha. Mỗi anh em đi ngang qua cho em xin một lượt chia sẻ cho nó nổ bình luận đi nha nhá. Anh em bình luận mà mình không thấy gì cả. Em hỏi là em nghe ông Lập rồi, em cảm ơn bác, em biết tuổi. Ok Phương Khánh nha. Anh em mình đã là đam mê con chim thì mình phải luôn luôn học hỏi và mình phải luôn luôn lắng nghe. Tất nhiên khi mình lắng nghe thì mình lắng nghe người ta chia sẻ kinh nghiệm và mình lắng nghe những cái kinh nghiệm của người ta. Bên cạnh đó mình phải suy luận. Đấy, mình phải suy luận và mình phải có cái sự tư duy, tức là ông ấy nói mình thấy đúng hay là sai trong cái quá trình mình chăm sóc, đúng không ạ? Đấy là con, đấy mới là những anh em gọi là có sự thông minh, có sự mà phát triển được. Đấy, chứ còn có rất nhiều người anh em mà mình cũng không hiểu luôn, tức là có những cái nguyên tắc nó rất là mơ hồ và nó rất là đi ngược với cái chân lý, đặc biệt là những cái nguyên tắc tự nhiên của một cái cuộc sống của một cái dòng gọi là gia cầm á, mà anh em vẫn làm theo thì mình thấy nó rất là hài hước, phải không ạ? Cho nên là anh em muốn nghe một bất kỳ một ai nói thì anh em phải xem xét lại, anh em phải thu gom lại và anh em phải cộng tác lại xem là cái lời người ta nói với mình đúng hay là sai. Đấy, thì người ta sẽ chia sẻ, tức là mình sẽ thanh lọc lại trong quá trình mình chăm sóc con chim của mình. Đấy, mình thanh lọc lại cái quá trình mình chăm sóc, ông ấy nói như vậy có đúng hay là không. Đấy, chứ còn có rất nhiều anh em gọi là cứ nghe đâu là làm đấy, cứ nghe đâu làm đấy, rồi nghe người này rồi nghe người kia, đâm ra nó mất cái đúng thực tế. Tại vì nó thật với anh em, con chim này nó muôn hình vạn trạng và ai cũng có thể nói bâng quơ được, ai cũng có thể nói được. Đấy, có rất nhiều anh em chả biết gì về chim cò cả, nhưng không may, không rất là may mắn thôi, chả biết gì về về chim cò nên may mắn nó sở hữu được con chim hay, nó đi lấy giải được vài ba cái top, vài ba cái giải về cái nói trên trời dưới biển. Đấy, chào bác Trinh Nguyễn ạ. Đỗ Trọng Tú bình luận nãy giờ mỏi cả tay, làm sao bạn ơi, mình chưa thấy câu hỏi tại vì Facebook nó bóp tương tác. Uống liên tục nhiều lần rồi nhưng vẫn quật cầu lên dàn đấu, quật cầu liên tục đóng hổ miết, chán vì bị quật cầu đó không thôi. Thế là cũng có thể bạn khi bạn phơi tắm nắng, bạn phơi chim đó để những nơi nó có gió, bạn Công Tuấn nhá, bạn có thể thay đổi lại xem sao. Bùi Tiến Dũng, chim có cần sổ run không em? Dạ có chứ bác. Sổ run đơn giản lắm, mà bác ra ngoài thì quốc tây ấy, không cần phải đi đâu xa xôi cả. Bác ra thì quốc tây, bác hỏi mua cái viên sổ run Fukaka của trẻ em, sau đó bác bổ lần tư ra, bác lấy một phần tư đó, bác giã nát ra, sau đó bác rắc lên chuối, cái miếng chuối ấy, cho nó ăn, có nhé.